giao tên. Alo. 40. Dạ dạ em gửi liền anh nè. Em xong rồi anh đi gửi em liền. Dạ dạ. Lượt đi xa xíu cho người ta hát rồi. Cái tiền 40 nè con. Lượt cái có chặt không vậy? Dạ. À, cái gì đó anh chú này lấy đầu heo nè. Sao đây Nành ơi? Chú này lấy đầu heo đó mẹ. Hãy chụp heo quay đi chị. Rồi rồi rồi, chờ chị xíu xíu đi. Xin chào tất cả các anh chị cô chú đã đến với video tiếp theo của Sống Trong TV. Tại Sống Trong TV đang ở quầy heo quay của chị Kim Mai. Và là những hình ảnh chị Mai bán heo quay buổi chiều. Hình khá tấp nập nha. Mấy chị la dữ quá em rồi. Đi ở đâu em hết chưa? La luôn. Rồi, đếm tiêu cho. Tiền, 100 ngàn quay cho ta nha. Sao không thì không luôn à? Đổ khổ đi 10 ngàn chị. Dạ, có khổ luôn. Bà hổ không bán đâu. Dạ hả? Ừ. Bà không bán. Cho chị. Dưới bà hổ nó cho luôn hả? Mai cũng chơi nhảy heo lên thôi. Đắp ngu đắp. Rồi bốn hổ mày không chưa? Để bốn hổ mày không ra quăng bốn hổ xong anh Dương ơi. Chín cái đèo lên nó lên. Cái đó là nó như là bài với tâm sự nhất luôn.
170 cái heo nữa không cưng? 170 cưng. Em nửa ký mà lại mở. Rồi rồi rồi. Hai bánh mì. Rồi 170. Bánh mì chờ xíu nha, bánh mì chờ lúc lặng nước luôn. Tiếp hàng đi quận 3 kìa. Cái hàng quận 3 đây ơi Tiên. Bao nhiêu tiền vậy? 200 nha. Bao nhiêu? 735. 735 đúng rồi. Rồi Thành nói anh. Đưa đồ lên đi. Thành đưa nước sốt cho Thành đi. Thành công trong cuộc sống, gặp lại cái nhà trong các video tiếp theo của em.